Ok. La đâu rồi? Đây đây. Bây giờ là 9:45, 12 phút. Ngồi đây. Đi la lên. Đi la lên, 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 lên. Ui sợ, giờ đấy không biết là còn quay được không, ngồi xuống. Siro, Yumi ra đây xem này. Con Mi ra đây. Hôm nay nói chuyện với mọi người một chút. Dùng cái này để nhử chúng nó đấy, để cho nó lên đây cho nó ngồi cùng. Thì đầu tiên đấy là hôm nay nó bắt đầu trời lạnh rồi. Thấy xuất hiện các cái trường hợp là chó bị lạnh bụng mà đi ngoài. Bởi vì là có mấy anh em hỏi rồi. Là nhất là cho con. Thì trời nó lạnh rồi ấy, thì cho con tại sao mà cái cho con nó xuất hiện cái tình trạng lạnh bụng đi ngoài, cho con nó bị đi ngoài là bởi vì là lạnh bụng là gì? Vì sao mà cho to thì nó ít lạnh bụng mà cho con thì nó lại lạnh bụng? Vì cho con ấy là nó khi trước khi nó ngủ ấy thì nó nghịch, và khi nó nghịch ấy là mi mi à. Khoan, khi nó nghịch nó nóng mẹ xỉa để cho chị mi, đúng rồi, phần của chị mi siro Messi mi nhỏ 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 quá. Khi mà nó nghịch cái nó nóng ấy thì nó đi ngủ là nó nóng mà nó sẽ nằm ngửa, nó nằm ngửa bụng hoặc nó nằm choãi người ra, nó hở cái bụng ra. Thì sau đấy một tí khi mà nó ngủ rồi ấy là nó vẫn cứ nằm như vậy, và cái việc nó nằm như vậy gió nó lùa với cái thời tiết này đầu mùa này là nó bị lạnh, và nó lạnh bụng thì nó sẽ bị đi ngoài. Cho nên là mọi người sẽ thấy là cái tình trạng là cho con là buổi tối ăn uống mọi thứ bình thường, sáng ra thì cho ăn lại không ăn mà đi ngoài. Thì đấy là nó lạnh bụng, là mọi người lưu ý là cái con cho con ấy thì tốt nhất là cái mùa này nếu mà chúng ta cho nó nằm ở sàn nhà này, hoặc là cho chúng ta cho nó nằm ở chuồng, thì chúng ta nên cho nó một cái những vải vặt để cho nó nằm, để cho nó không bị cái tình trạng đấy. Và chúng ta nên là không nên gạ gẫm nó chơi buổi tối, không nên gạ gẫm nó chơi muộn, mà để cho nó được nghỉ, nó hoàn toàn bình thường rồi nó đi nó ngủ thì nó sẽ nằm co chứ nó sẽ không có nằm ngửa như là khi mà nó nô nô xong nó ngủ luôn là nó sẽ lạnh bụng đấy, là vì là nó nằm ngửa bụng. Còn khi mà con chó nó đã bị đi ngoài như thế rồi thì cách xử lý là thường thường nó bị ra buổi sáng, chúng ta phát hiện ra là sáng nó bỏ ăn. Thì sáng nó bỏ ăn thì chúng ta sẽ cho nó luôn một gói men tiêu hóa và một viên thuốc Biceptol là mi này, một viên thuốc Biceptol. Buổi trưa chúng ta cho nó một gói men tiêu hóa cho nó nhịn ăn bữa trưa, và buổi chiều chúng ta sẽ cho một viên Biceptol nữa và một gói men tiêu hóa, và buổi chiều chúng ta cho nó ăn thì nó sẽ ăn bình thường. Là khi mà nó lạnh bụng nó đi ngoài thì nó đơn giản thế thôi. Còn hai cái này nhé, chờ yên đấy, ngồi yên đấy, chờ anh, ngồi yên, ngồi yên, lấy ra anh lấy cái hộp vị thuốc đi sắp cô. Đây là thuốc, ngồi xuống, ngồi xuống, siro yên đấy, yên yên yên, chờ. Thì mọi người mà không biết cái vị Biceptol như nào thì cái vị đây là nó là cái vị Biceptol này, dùng còn có mấy viên đây này. Cái này thì nuôi chó thì nên có ở trong nhà, bởi vì sẽ không tránh được cái trường hợp thì sẽ phải dùng nó. Của đây là của công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1. Pila ơi, đây đây, đi vòng từ đằng kia hay đi vòng đường đấy. Rồi rồi, ngồi xuống. Thì đấy là với cho con mà nó đi ngoài thì chúng ta sẽ xử lý như vậy, đơn giản thôi.
Còn hai ngày hôm nay đến hôm nay là ngày thứ ba là trại có cho chó ăn thử cái chế độ một cái bài dinh dưỡng theo công thức thịt, thịt là thịt sống cho ăn thử, thịt sống kèm với lại các loại rau, rồi mấy loại thịt trộn với lại mấy loại rau để cho nó ăn thử mấy hôm xem nó như thế nào. Còn nguyên tắc của trại nhà mình mà về lâu dài là mình cho ăn thịt chín, không cho ăn thịt sống, cho ăn vài hôm để mà thử kiểm tra cái bài đấy xem là nó kết quả nó như thế nào, bởi vì là thấy chúng nó cũng thích ăn nữa, thấy chúng nó thích ăn cái kiểu thịt đấy. Thịt sống mà bình thường mà cho chúng nó là chúng nó không ăn nữa. Nhưng mà cái thịt mà làm theo cái công thức đấy thì chúng nó lại ăn, nó còn có rau và nó có rau đấy, mấy loại rau thì thực ra mình không làm mình chẳng biết đâu, có chuyên gia dinh dưỡng của ở trại làm. Mọi người cứ hỏi là có những loại gì thì mình nhìn thấy mấy loại thì mình bảo mấy loại thôi. Mùa đông ấy thì mọi người sẽ thấy là con chó của chúng ta nó trời nó lạnh, nó uống nước rất là ít, thì nó hại gan thận. Uống nước ít thì gan thận nó phải làm việc nhiều, thiếu nước là cái biểu hiện của nó ra ngoài là mọi người sẽ thấy là nó đi tiểu ra nước đái, nó khai nhiều, nó khai hơn nhiều so với lại bình thường. Mà những ngày gần đây là chắc chắn nước đái hầu như là tất cả các con chó đái ra đều khai hơn, là vì nó uống đi ít nước hơn, thì có thể kích thích cho nó bằng cách như thế này này, hơi tốn kém tí nhờ thôi thì cho ăn bánh này, khát nước này, vừa là ăn vặt mà vừa là khát nước rồi tí uống nước nha. Ai mà thắc mắc về cái một là cái con chó con nó bị đi ngoài là mọi người lưu ý ở cái con chó con, khi mà trời lạnh như này lưu ý ở con chó con, chó to cũng có bị nhưng mà ít hơn. Còn cái ai mà thắc mắc về cái dùng cái thịt sống á, thì trại nhà mình đang cho dùng thử thôi, đang cho dùng thử ít ngày xem như thế nào, chứ không xác định đấy là cái đồ ăn lâu dài đâu. Bởi vì thực sự mà nói cái bài thịt sống ấy là làm nó cũng phức tạp lắm, mất thời gian, nó cũng chẳng đỡ thời gian hơn so với thịt chín bao nhiêu đâu. Thịt chín thì cứ ném thịt vào luộc rồi đấy, rắc chi và chả cần phải thêm cái gì cả, cứ gà luộc ném với lại chi vào là xong. Còn nào cần canxi thì cho canxi, thế mà còn thịt sống thì mấy loại rau, thịt cũng phải mấy loại thịt chứ không phải là một loại. Rồi trong đấy lại còn có thêm gì như là có thêm cả hạt kê gà với cái này gì nữa. Đây thì không phải đồ ăn của siro, người biết đây là gì không? Hộp chibi nhưng không phải đâu. Đây là đồ ăn vặt của chủ, hạt bí tốt cho dạ dày. Thỉnh thoảng làm việc bỏ ăn vặt chơi. Hai hộp này đồ ăn vặt của chủ đấy. Đây nữa, món này đây này, ngô này, nhưng món này ăn đau dạ dày. Hai món, một món ăn thì tốt cho dạ dày của một món thì đau dạ dày. Siro lên đây, đây, chào mọi người cái đây nhá, mọi người nhá. Cái nhiều người con chó nó đau bụng, trong cái trường hợp nó đau bụng như là hai đứa lên đây, không có ăn được lên à? Cái này, cái thuốc này là cái thuốc mà mọi người nên có ở trong nhà khi mà mọi người nuôi chó, bởi vì con chó nó rất nhiều nguyên nhân để nó có thể gây ra cái việc mà con chó nó bị đau bụng. Và cái thuốc này là thuốc của người chứ mọi người nhé, cái bisatone là thuốc của người. Nhiều người thì dùng các loại thuốc khác nhau, nhưng mà nếu mà với chó theo bác sĩ thú y của trại nhà mình, hệ thống bác sĩ thú y của trại nhà mình thì nói là cái thuốc này là cái thuốc mà ok nhất,
để mà dùng cho các cái trường hợp mà con chó nó bị đau bụng mà đi ngoài, kể cả là đau bụng đi ngoài ra máu mọi người nhé, phân đen đi ngoài ra máu, phân đen rồi chuyển sang phân đen đi ngoài ra máu thì cái thuốc này nó cũng cực kỳ hiệu quả. Xin chào mọi người nhé, này Mel C ở đây chào mọi người, Siro nữa là ra đây này. Chúng ta uống nhau cái này. Yumi nên đuổi anh ngồi đi, Mi đây này, Mi không phải lừa. Thực ra mọi người thấy Mi là cứ một mình ngồi một chỗ nhưng không phải đâu, nó là gái rượu nhất đấy, chứ nó không phải là mấy này là còn phải tránh xa nhường chỗ cho nó đấy. Nhưng tại sao mà khi mà quay video mấy con rốt này thì Yumi nó lại cứ né, bởi vì chơi với bọn châu bò này không may nó quả cái là bị đau, tự nó né ra một chỗ, nó nhảy nó quọ nhau nó tranh nhau cái gì cái là đau ngay. Ok, xin chào mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Thank you and see you again. Nào xuống đây đánh dọn nhé. Hôm nay chỉ có mấy đứa được ăn thì anh không được ăn, anh đang mệt quá đi, đang mệt lắm, đang bị mệt vì không được ăn, chỉ có mấy đứa được ăn thôi. Ok, xin chào mọi người.